qua ngày mai. Hello anh em, quên giấc mộng buồn có em. Và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Vẽ thêm nụ cười trong ngần mắt em, vì tất cả những tháng ngày mình đã đi bên nhau. Trao cho em toàn tình cả anh biết. 28, 27, 26, 25. Ok. Ok. Let's play. What are we going to play? Sách thánh này, ôi vãi nhái, biết thế. Chính xác đấy, chính xác đấy. Xin 2T2 được không? Không có 2T2 à? 2T2. Sợ không nhỉ? Một con rat 2 này. Một con rat 2 thôi anh em ơi, khả năng chơi được. Chơi được hãy chơi đây. Chơi bạn này đây. Trao cho em bản tình ca anh viết đây. Trao cho em. Con 2T2 ngon hơn anh em ơi. Mà 2T1 cũng tạm được. Ờ. Beautiful. Ôi caramel ngon vãi. Caramel ngon vãi. Shit bro. Mà thắng mình sẽ bán nó, nó thua mình bán này nhá. Không thua thì thôi. Đây khỏe lắm rồi đấy. Tầm này khỏe lắm rồi đấy. Thua nữa thì thôi ấy. Sách thánh à, sách thánh mình đánh lại anh thú à. Lại anh thú ấy à, cung thủ à. Hay trận trước mình đánh đội hình mỏng nhất quả đất rồi, hay bây giờ mình đánh đội hình trâu nhất quả đất nhỉ? Làm trận 4 nguyên tố, 3 thợ săn quỷ, 2 hắc ám nhỉ? Nghe cũng hợp lý và thuyết phục ấy nhỉ? Để suy nghĩ nha anh em nhé. Để suy nghĩ. Let me think about it. Cái đường. Ngon này. Lấy John được mà thôi, chắc mình cũng chả cần John. Nếu mà có sách thánh thì chắc đánh thú ma tộc rồi anh em ạ. Hãy làm đội hình châu nhất cờ linh quân thật nhỉ. Làm được ấy. Tại vì không đánh hắc ám luôn anh em ơi. Đánh một con văn heo, tự săn quỷ này. Kẹp thêm một con caffeine, đánh đồ này cho con caffeine được. Ui. Nhưng mà đồ này chắc đánh thú anh em ơi. Đồ này đánh... Anh nhái thật nhỉ? Eo ơi đánh gì bây giờ? Ba con thú rồi. Nghĩ về em nên lòng xót xa. Anh gì bây giờ em ơi, anh em ơi, không biết đánh gì, tại muốn đánh gì cũng muốn đánh. Hơi nhiều bạn đánh nguyên tố này, bạn đánh nguyên tố này. Thôi quyết nhanh nhá. Nếu mà quả này ra cái đồ cho voi dài hơn trường hải thần ấy, thì mình sẽ đánh đội hình châu nhất cờ liên quân. Còn nếu không ra thì mình sẽ đánh thú nhá. Tại đồ này mà không đánh thú thì hơi có lỗi với bộ môn cờ này. Ôi đánh thú ngon lắm luôn ấy anh ơi. Ra choi phát đánh thú luôn này. À không ra phân chương rồi. Nhưng mà đánh hắc ám được em ấy. Ba đồ này có Narcot mà súng ulti. Hoặc đồ ném cho Thane.
chơi nó không hợp lắm cho teo. Teo à? Vân phết nhỉ em ơi. Đoán cái gì bây giờ, đánh Yon cũng được, đánh Yon cũng được. Bung tàn. Ôi trận này bỏ voi này. Bỏ nguyên tố này. Đánh Yon này. Đánh hoàng, không cần. Cho con Yon này vào đi, cầm phút bung tàn đi. Thế là vậy rồi. Tạm thời như vậy rồi. Hình hai con floor xiên luôn. Sợ quá, rồi thua rồi anh em ơi. Bán gì rồi nhỉ, bán này. Bán floor xiên luôn chịu rồi. Khá nhiều Yon này, 17 con Yon này. Bán thần này. Chợ săn quỷ này. Đánh nào nhỉ? Đánh nào nhỉ? Tạm thời này đã nhá. Đồ cho 2 AT vẫn nhá. Cái này chắc là cho floor, nhưng mà con floor này cũng chắc công ty được, con này bán chợ săn quỷ bán này. Yon cứ giữ lại nhá, bởi vì trận này không ai đánh Yon. À không, có người đánh Yon đấy. Nhưng mà chắc vẫn chơi Yon được. Nên xui mà chơi Yon thì thôi rồi, tính sau vậy anh em. Còn sớm quá chưa biết tính gì. Chưa trách thương đâu. Không biết có ai có thương không. Hai tay sấy phát. Mà ai nhà anh kịp sấy rồi. Thua tiếp này hai. Chuyển đôi. Cho này có liềm. Sao thua tiếp cũng được. Chuỗi thua 1. Bằng nữa chuỗi thua 3. Thêm thua 1 trận nữa. Quá nhái con 2 luôn. Chơi âm nhỉ. Ui 12 con John. Thôi chơi đi. Yon 2 mà không giấy thì... Ui dồi ôi, cái gì này? Cái gì này? Trong trận này bán thần đi nhá. Chứ chắc trận này đã thua đâu, trận này mình vẫn có khi vẫn thắng. Trận này thắng rồi. Không sao. Nãy là nhiều Yon quá. Yon này 4 thú đủ rồi này. AT thắng lên 2T2 được này. Bán hết bán thần đi. Floor giữ lại chăng? Floor giữ lại cũng được có 2 kết anh em ơi. Này bỏ này, bán thần bỏ. Chơi thú lên này. Cho Yon này. Cho Hayate. Hayate vào. Trách phát nhưng không ai có thương không? Không ai có thương không? Không ai có thương thật. Ok bình tĩnh. Phoenix này. Chanel cứ để lại nhé, để phòng nhé. Nhưng mai có thương thì mình đánh hai cung hai bên thôi. Chứ ở trận này mình đánh ok phết đấy. Trận này mình sẽ không được cái chuỗi. Ui xôi ui. Này nữa. Init này, init đi. Chơi init hơn là chơi ấy anh em ơi. Chơi init hơn là chơi này. Thế thì này vào nhá, này thay con chạm con này đi. Đứng này đi, đứng này đi, đứng này đi, đứng này đi. Đó là thế là đó, thế là đó. Floor 2 thì khả năng hay cho floor nhỉ. Mà 2T sách thánh cũng khá là hợp. Chơi floor chơi 2T anh em. Không ai có thương đâu, khả năng chơi 2AT nhá. Hai tên. Như thế này mình sẽ có khá là nhiều lựa chọn bởi vì đồ mình ngon. Tướng mình cũng không nên nỗi nào nữa. Nhưng mà mình thích đánh gì mình đánh rồi anh em ơi. Thích đánh gì đánh. Không ai cản được.
Oh my god, bro. Chơi game mà thấy có lỗi với người tao quá em ơi. Chơi game này thấy có lỗi với người tao quá. Thế này lấy phù thủy cũng được này, nhưng mà Chanel lấy Chanel nhỉ? Không cần nữa. Chơi game thế này thấy có lỗi với người ta quá. Không ai có thương luôn. Không ai có thương luôn. Oh, Narcos, ok. Ấy à, đau phết nhỉ. Tập Noman đau phết anh em ơi. Nó thua rồi. Kiểu như ăn nhiều quá. Không ăn cơm được quá. Không vãi. Không được ăn được. Mở thêm 100 múc bang nữa. Let there be light. Ăn fly bỏ đi. Qua ngày mai. Chúng bây giờ đổ đồ cho John rồi này. Thôi rồi, mình cuối. Mà nữa. Đừng nói do nó bây giờ phải đánh ma tộc, chạy ma tộc thêm, chạy pháp ám thêm, chạy quái gì cũng được. Nick Nick ulti quả đẹp thế. Nick Nick ulti không còn nữa. Ngu nhầm thằng rồi nhưng mà thôi sao các bạn được. Ui giời con teo này. Không kịp ulti đâu anh em ơi. Teo không kịp ulti đâu. Ê, trận này thì ra đánh trận này mà đánh thú cung thì hợp này. Trận này đánh 4 thú 6 cung thì hợp. Hay làm lại nhỉ? Làm lại trận vừa rồi nhỉ? Mười hai con ma lốc này em ơi. Vân có tao ơi. Làm lại trận vừa rồi không? Bao nhiêu con teo nữa? Một con teo nữa chơi được ấy anh em ơi. Tại trận này đồ mình ngon này, trận này đồ Yon rất là ngon luôn. Nhưng mà ra thẻ thú thì mình chơi nhá. Ra thẻ thú mình chơi 6 cung 4 thú. Trận này bỏ game à? Chắc bỏ game. Ra thẻ thú mình chơi nhá. Không ra thẻ thú mà ra thẻ thánh đồ hay có thể thánh đồ chơi được nhỉ? Thôi chứ bảo biết đâu chơi thú thì sao? Quên anh em ơi, hơi lỗi tí. À biết đâu chơi 6 thú 4 cung thì sao? 6 cung 4 thú thì sao? gì là nó ra thẻ ma tộc thì đánh thú ma tộc. Nó ra thẻ thánh đồ thì đánh thú ma tộc thánh đồ. Nó ra thẻ thú thì đánh 6 cung. Maybe. The sun shall vanquish darkness. Nít này. My vigil shall never be broken. Okay. Hai đồ này ma lốc multi được nhỉ, cho theo thêm sách thánh. Ok, để con ma lốc đi bộ lên đi anh em ơi. Con ma lốc đi bộ lên đi. Trời
chấp nhẹ hai vàng nhé. Úi giời, thằng Teo Ion mình mới choáng rồi anh em ơi, mà lốc nhảy. Này mày là bừa ấy. Ui mà lốc ăn choáng. Ion sấy đi, đúng rồi, một phát sấy thôi là đi đời hết mấy con kia rồi. Khỏe quá, khỏe quá, khỏe quá, làm sao bây giờ, biết làm sao bây giờ, ra thẻ gì đây? Má, giải ra thẻ gì kìa. Nó từ bỏ giấc mơ, từ bỏ giấc mơ 6 cung rồi anh em ơi. Mua thêm con Teo 2 hay là lên luôn nhỉ? Lên luôn 9 nhỉ? Tại bây giờ có 3 ma lốc rồi, còn 11 con Teo, thế đi tìm cũng được. Nhiều bạn đánh thú không? Chả đánh thú luôn này. Không cần tìm đâu anh em ơi. Cứ rôn ra. Lên 9 luôn. Sợ quá ấy. Cách phát thương nhé, không ai có thương. Em ơi, anh em đánh cho nhau đánh ám làm gì? Đánh thú không đánh, đánh Yon không đánh, đánh Teo không đánh, em ơi, trận đánh chả ai đánh cái một cái gì luôn này, 12 con Yon. Chết giờ rồi, mình đánh cái này một mình à? Chơi game một mình tao à? Oh no, mà lốc nhảy. Watch out baby. Chơi game một mình tôi rồi. Teo này, cái này cho con mà lốc đi. Cái này cho con Teo đi. Này chọn ít được khi ulti nhiều hơn. Teo thì ít. Quy không ra. Ôi trời ơi, lại còn ra con. Ôi trời ơi. Này đi. Bán thử ignite thì quá. Ok, bây giờ gì nhở? Này trong này trong này đây. Này trong Malok à? Mà lốc hai cái này đi. Không ai có thương không? Có ai có thương không? Anybody? Anybody with a thương? No. No. Thì chơi mình kiểu quái gì bây giờ. Cái này đi. Chơi này nó dị hợm mày. Nó có xuống đây ulti chết hai con cu này. Đó, ok. Mà lốc nhảy. Boom. Thở game có dễ quá không nhỉ? Con Malok nhảy điên thật đấy, con Malok nhảy hai cái hai cái hay kết một cái bùng nổ nhảy điên thật đấy, nhảy 60.000 đam anh em ơi, mà Malok 2. Nhờ, hay là quả 3 hay kết. Cuộc kiếm này 3 hay kết cho con Malok nó nhảy điên đầu luôn, hợp lý đấy. Có con tay nào rồi, à, chết rồi. Bán thằng nào bây giờ? Ui, cần gì Teo. Cần Teo này. Thôi, em chả cần Teo đâu. Ba hay kết. Malok 3. Ba hay kết. Được đấy. Content này được đấy. Mình duyệt content này đấy. Là con súng kia, ok đó. Nó xuống chém hai con thú rồi không. Ôi, Malok chết xứ rồi. Chán đời thật đấy. Con thú này, mấy con thú này khó chết nhỉ. Mấy con thú này hơi lâu chết anh em ơi. Thế mình cho thú lên trên một tí không? Tại mình đang đánh chưa đủ thú. Chắc sao. Quy, nhưng mà vẫn không đủ nhỉ. Thế nào bây giờ? Không đủ hệ. Bây giờ nếu mà mình muốn đánh ma tộc thì mình lại không đánh được đấy. Đánh mình Yon, mình tận 12 con Yon này. À là mình tận 6 con Yon này. Trận này chắc chắn lên được Yon 3 luôn. Thề ma lốc thì có khi cũng lên được 3 luôn đấy. Chả ai đánh à. Anh trường. Qua 4 mạng tranh nhau đánh ác lắm. Trận này may chứ không phải do mình hay đâu. Mình đánh cả một sự quá may mắn, lại còn may mắn nữa là không ai có thương cả, chả ai thương xuyên phá gì. Nhưng cứ chơi mình cứ ném tướng ra cho nó chơi rồi. Tí nữa khả năng check mấy con rồng mà có truy hồn phát xong rồi ném mấy con rồng có truy hồn ra là được.
Mấy con rồng truy hồn này. Ném con rồng truy hồn ra rồi. Thên này, chơi thên không? Chơi thên. Chơi thên. Đấy. Anh em nói gì đi. Trời ơi, hãy nói gì đi. Đây, cái này cho con vòng cá đi. Đây là mình muốn đánh đuổi tạm đi. Con quy không? Xin quy đúng không? Ok, fine. Không được. Thên à? Gindu hay Thên? Thên hay Gindu? Ô, chết, chết, cùng quân chiến, quân chiến. Phải nha, sao Khoa nhắc mình vậy? Em không để con cùng chiến này vào vậy. Dòng này thổi giữa này. Ba hai kết anh em ơi, nào nào nào, xem ma lốc nhảy nào. Cái con vô dụng này. Nhảy, ok. Bay hai màu hết. What the fuck, đây còn là trợ thủ nữa. Nhảy. Thử nghiệm thất bại anh em ơi, thử nghiệm thất bại. Thôi cho chơi Thên 2. Thên 3 hai kết. Chúng ta đổi chiến thuật sang anh em ơi, chúng ta sẽ đổi chiến thuật. Nãy giờ mình không ai nhắc mình lấy cùng chiến nào vậy. Đánh. Ây da. Lấy thương không? Nam bạn không thương, mình có thương mình làm bố. Được. Duyệt, ây cho cái thương này cho con gì bây giờ? Chẳng phải cho con tí bây giờ. Thêm 2 đâu? À quy. Bán con nào bây giờ? Con này. Đó, con quy này vào đây, con này vào đây, con này cùng chiến tạo phù thủy vào. Ok, cái thương này thì cho con crack. Còn Crad đi. Crad đâu? Đó, cho Crad đi. Này thôi. Đó là thế là đó. Ok, chờ nốt con Thên 2 rồi mình cho con Thên vào chơi nhá. Bây giờ mình đang đánh gì? 4 thú. Thánh đồ. Bây giờ thêm một con tướng nữa được này. Bây giờ chờ con Sephira xong rồi mình thêm một con Thên vào. Đó, thế thôi. Năng mình bỏ hai con thú rồi đi nhá. Trận này chơi... con Thên 3 hay kết vậy anh em ơi. Còn ten anh em. Nó phải là content đấy. Kìa. 32 này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái bán đi. Chấp hết. Nó phải là content đấy anh em ơi. Rồi, Sephira luôn rồi. Nó phải là content đấy. Rồi. Nhầm. Thôi kệ không sao. Ây trời ơi. Đó là thế. Thế là đó. Ok, con thê này. Ta sẽ cho mày 3 cái hay kết đi. Phấn khích quá. Này được rồi nhỉ? Có ai có thương không? Làm gì có ai có thương? Đó, cái này đi. Thế này đứng đây nó bụp bụp một phát. Thế là xong. Ok. Đấy. Thế thôi. Má nó vui quá. Bổ đi thêm. Làm gì đi. 3 hay kết rồi đấy. Không làm việc được nữa thì thôi đấy, ăn choáng này. Bố. Búp. Ui giời ơi, sao lại vô dụng thế? Ma chết rồi. Chết rồi, phải né con cát ra anh em ơi. Phải cho con cát mình nó né với cái con... Vãi nháng lại thua đấy. Chỉ cho con cát mình nó né. À đâu, cho con thêm mình nó né mấy cái con... Mấy cái con sàm sàm con cát bên kia ra để nó OT anh em ơi. Nó phải OT được đấy. Ờ bây giờ thế nào nhỉ? Bây giờ check nhá. Một bạn vong cát ở đây. Ừ ok. Một bạn nó vong cát ở đây. Ừ ok. Ba bạn vong cát đều để bên kia. Chứng tỏ là chúng ta phải cho vong cát sang bên này. Đó thế thôi. Chắc là thế được rồi. Đó vậy thôi anh em ơi. Vậy thôi anh em à. Chơi game nó chỉ như vậy không? Đó, con thê này bổ hết này. Con thê này bổ hết. Không ai choáng nó. Ui, con nho mình chết sớm đấy. Bổ đi thên. Eo ơi, mất thời gian quá con thên này. Bổ đi. Bổ. Ok. 37.000 đam. Một phát nữa. Chết luôn. Ê, mình không thấy nó có tác dụng lắm nhỉ? Sao mình cho 3 hay kết mà nó không có tác dụng bổ phát 100 tỷ đam nhỉ? Con này sắp đi. Chắc sai ở đâu ta? Hay là mình chơi kiểu khác nhỉ? Mình còn một cách nữa anh em ơi. Đó là mình cho con thêm này xuống dưới.
mà lúc này mình nhảy xuống đáy kia được rồi, quét này ở đây. Đó này, nhảy xuống đáy. Thì con thên này sẽ đi bộ lên, con thên đứng đây này, con thên đứng đây này. Ừ, nhờn. Cho con thên đứng đây. Người này bổ bụp phát bên kia. Góc chéo vào đấy luôn. Nó chỉ đứng đánh thường thôi. Ừ, chơi thử cái này đi. Thêm một tướng nữa thì mình thêm con gì? Thêm một tướng nữa thì thêm con gì? Hay mình cho Malok 3 nhỉ? À Malok 3 rồi, Malok 3 cầm 3 hay kết nhỉ? Sức mạnh của 3 hay kết. Chỉ tạo content là chính thôi chứ thắng thua phụ mà. Này cho Malok nhé, xong cho Malok. Tạo content là chính, thắng thua là phụ. Gì đây? Sao anh em còn thế nữa? Chơi như thế nữa? Thế thì anh em sao mà đỡ được? Đừng. Nhà này nó còn thế nữa. Thế này thì đỡ kiểu gì? Thật luôn ấy, không biết đỡ kiểu gì đấy. Đừng. Đỡ kiểu gì luôn. Malok 3, xin Malok 3 nhé. Yon 3 cũng được. Làm đá hơi rồi. Qua là thương không? Qua là thương không? Nó cót xuống kia. Thay chỗ con quy. Thên bộ. Kiểu con thên này. Kéo con thên vô dụng vã. Mặt đời heo. Thên mình vô dụng quá anh em ơi. Ô, con cát bị choáng nhở? Con nào choáng con cát mình ấy? Ê sao con thên 2 của nó khỏe thế mà con thên 2, 3 hay kết của mình vô dụng vậy? Test không thành công à? Cái thế nhở? Không phải đổi rồi anh em ơi, không chơi cái trò này rồi. Ba hai kết không thành công rồi. Fucking... Chơi ngọc đại đi. Rồi cái đồ gì cho mana ngọc đại đi. Mà lốc nhá. Không thành công rồi anh em ơi. Không thành công rồi, chẳng lẽ thua. Bắt buộc phải là ba cái hai kết đấy. Mình không chịu đánh kiểu khác đâu. Bắt buộc phải là 3 cái hay kết đấy. Nhon 3 này. Xin con Malok 3 được không? Ai cầm hết Malok mình rồi nhở? Q2 này. Malok này. Tạm thời này nhá. Malok xuống kia nó nhảy phát. Trách thương. Không ai có thương. Lại vốn cắt ra bên kia rồi. Không sao. Malok nó. Thên sẽ bổ góc này. Thên bổ góc này. Con thên nó tốn nhiều mana để nó đấm được quá anh em ơi. Ê con thên nó không phát nào luôn ấy. Nó không có một phát nào luôn ấy. Cái quá anh em ơi, chiến thuật bất thành rồi. Này cho quy đi quên. Chưa đi. Phá nhá, ai cũng thua. Mình còn 3 máu mình thắng à? Ảo đấy nhỉ? Ê, mình cũng muốn thắng cái này đâu, mình chẳng muốn thắng cái này đâu. Thắng cái này nhục nhã thật sự. Ê, nhưng mà cái trò 3 hay kết không ổn rồi anh em ơi. Trò 3 hay kết này, nó không có mana để mà nó chơi. Đấy ra nữa, nếu mà lên được Malok 3, mình cho Malok 3 ấy. Ba hay kết thôi, trong lúc hai hay kết thôi mà một ngọc đại sẽ ok. Con thên cầm một ngọc đại, một thương xuyên phá nó sẽ được. Nhưng mà ba hay kết cũng hay ấy, nhưng mà yếu anh em ấy, đánh giá là yếu. Ba hay kết đánh giá yếu một mana. Trừ khi thên ba nhá, thên ba khác, thên ba đánh thưởng ra nhiều mana nghĩ thế, chịu đam ra nhiều mana. Anywho thì vậy thôi, mình đây là kết thúc rồi. Ít trên thì like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý vậy thì giúp mình phát triển kênh. Thế thôi, hết rồi, bye bye.